the last video, we talked to Missy C, a sugarcane juice vendor. And today, we are going to meet Missy Ling to learn more about the food she sells. She makes amazing bột chiên, a popular Vietnamese street food. It includes soft and strippy rice cake, stir-fried with eggs and green onions. We also serve this dish on the XL Saigon by Night tour, and most of our guests really love it. Em chị? Bây giờ chị lấy được mấy chục vé rồi. Mới đầu giờ ở đây đây. Đúng mà hồi đó là đông nghẹt. Lúc bây giờ cao điểm. Bởi vì phải ăn sớm đó chứ hồi nữa xếp hàng lâu đó em. Mà em nhớ là nhà mình bán bột chiên ở đây chắc cũng 3 đời đúng không? Thì chị quyết định là sẽ truyền lại cho con chị ông là muốn từ nhỏ làm văn phòng rồi mới làm cho nó mát. Nó chưa biết nữa, cái đó chị chưa biết nữa. Nó luôn tăng nước mấy đứa nhỏ sau này nó chắc nó không chịu làm cái này quá em ơi. Trời ơi, gọi mốt chị không bán nữa ai bán cho em ăn. Mà chị có định mở rộng không? Cảm thấy khách rất là đông luôn. Mở rộng không có người. Không có người. Chứ là mấy chị em cũng có mấy chỗ hết trơn rồi. Quận 11 cũng có. Mấy nhánh rồi quá trời, đại gia đây mà cũng biết. Thôi chúc chị mua may mắn lắm. Talking to these people makes me so happy, and it brings back a lot of fond memories from when I was a child. Did you find this video interesting? Join the XO Saigon by Night tour to visit my former neighborhood.